Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình phỏng vấn của BYN TV 57.3. Kính thưa quý vị, trong phòng thâu của chúng tôi hôm nay có hai vị lãnh đạo được nói là cao nhất của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Đó là ông Ngô Thanh Hải, hiện nay là thẩm phán chánh án Tòa án Liên bang của Canada, và ông cũng là Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Và chúng tôi cũng có ông Nguyễn Tấn Chí là Phó Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam để mà chúng tôi mời đến đây để hỏi chuyện một số những vấn đề tình hình đặc biệt riêng của Liên minh Dân chủ Việt Nam, cũng như là tình hình thế giới, tình hình trong nước mà Liên minh Dân chủ Việt Nam có những dự án, có những chính sách thế nào trong tình hình mới hiện nay. Thì trước hết xin chào quý ông. Dạ thưa, thì tôi xin thay mặt xin cảm ơn quý khán thính giả của đài BYN. Dạ vâng. Xin chào anh Hưng Yên và xin chào quý vị khán thính giả của đài BYN. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì mở đầu chương trình hôm nay thì chúng tôi đã giới thiệu ông Ngô Thanh Hải là chánh án Tòa án Liên bang Canada. Kính thưa quý vị, là một người chánh án, là người cầm cân nảy mực, phải nói rằng là phải cần sự công bằng, thì xin hỏi vừa vui vừa thẳng thắn chú là có bao giờ chú thiên vị với ai chưa, đặc biệt là những người liên quan tới người Việt Nam chúng ta? Dạ thưa, thì khi mà mình đóng cái vai trò chánh án hoặc là thẩm phán rồi đó, thì nghĩa là mình phải không có thiên vị ai hết. Mình coi tất cả mọi người đều giống nhau. Và khi mà một người Việt Nam hay là một người Canada, một người Ấn Độ hay là một người nào đó mà đến trước cái tòa án của tôi, thì tôi coi họ như là một người dân Canada mà ra trước một cái ông quan tòa để mà mình xử kiện cho họ. Dạ. Thành ra cái vấn đề đó thì nghĩa là mình phải, nghĩa là nói đúng ra mình phải công bằng và không có thiên vị với ai hết. Dạ vâng, nhưng mà xin hỏi chú thêm là có bao giờ chú nhận quà của ai chưa ạ? Dạ. Cái đó thì nghĩa là chắc chắn 100% là không rồi. Dạ vâng. Trên cái cương vị của mình không có thể làm như vậy được. Dạ vâng, cảm ơn chú. Kính thưa quý vị, Hưng Yên hỏi nhưng Hưng Yên biết câu trả lời rồi. Là bởi vì có nhận chứ đâu có khai đâu, phải không ạ? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Tấn Chí là một người trong cộng đồng cũng rất là năng nổ trong thời gian qua, quý vị cũng đã biết rồi. Nhưng mà hôm nay Hưng Yên mới hỏi câu này với chú Nguyễn Tấn Chí rằng là sao chú giữ phó hoài vậy? Dạ tại vì khi mà làm việc thì tùy theo cái khả năng của mình. Anh em ở trong đoàn thể sẽ bầu ra cái người mà lãnh đạo của đoàn thể. Thì tại cái khả năng của mình chỉ tới cái mức đó thì người ta cử mình tới mức đó thôi chứ đâu có. Nhưng mà Hưng Yên thường nghe nói là mấy ông phó là chỉ phụ việc cho mấy ông trưởng thôi, chú không chán à? Cái đó là may lắm, là được phụ việc là đã là tốt lắm. Dạ rồi, đâu có dám chán đâu. Cảm ơn chú. Kính thưa quý vị, mở màn buổi hội luận hôm nay thì chúng tôi cũng đưa một số vấn đề cũng thật là vui, mà cũng không phải rằng là những cái câu chuyện, những câu hỏi mà quý vị cũng phải muốn nghe, phải không ạ? Thì bây giờ thì chúng tôi đi vào một cái chương trình chính trong buổi hội luận này. Thì một tổ chức chính trị nào cũng vậy, kính thưa quý vị, cũng phải có những cái đường lối, những cái chương trình hành động tùy thuộc vào cái tình hình thời sự, tình hình trong thời gian qua. Nhưng mà trước khi mà chúng tôi hỏi thêm về Liên minh Dân chủ Việt Nam đó, thì xin hỏi chú Hải với chú Nguyễn Tấn Chí, tình hình Việt Nam Biển Đông có vẻ là nổi sóng, và ngay cả trong nước Hà Nội nóng lên bằng 11 cuộc biểu tình liên tiếp trong 11 tuần lễ, thì Liên minh Dân chủ Việt Nam có một cái gì, nhận xét gì, có cái gì dính dáng tới không, hay là bàng quan trước sự việc đó? Dạ thưa, tôi xin ta trả lời như thế này, thì nghĩa là toàn dân Việt Nam mình, nghĩa là chúng ta đều đặt trọng tâm về cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Với cái sự mà chiếm đoạt, tức là hoặc là dân đất đai của Cộng sản Việt Nam cho Trung Quốc, thì cái vấn đề mà những công nhân Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà đứng lên chống biểu tình đó, để chống Trung Cộng đó, thì tôi thấy là đây là một công việc rất là xác đáng. Tuy nhiên, Cộng sản Việt Nam mà đàn áp nhân dân mà đứng lên để chống Trung Cộng trong vấn đề đất đai đó là một quần áo không thể chấp nhận được. Dạ vâng. Bởi vì là cái tiếng nói của nhân dân mà về đất nước của mình mà bị đàn áp, thì cái tôi không hiểu cái vai trò của Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam nó như thế nào. Họ coi trọng cái chính quyền Trung Cộng, hay là họ đã đi là luồn cuối hay là như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà với cái tư cách như vậy thì là chúng ta không thể chấp nhận được. Dạ vâng. Cái Cộng sản Việt Nam không có thể nào mà tồn tại được. Dạ vâng.
Cảm ơn ông Ngô Thanh Hải. Nhưng mà ý Hân Yên muốn hỏi rằng là với một sự kiện như vậy đó, thì không chỉ có Liên minh Dân chủ Việt Nam không chấp nhận, mà mỗi người dân Việt Nam tại hải ngoại đều không chấp nhận. Như vậy Liên minh Dân chủ Việt Nam có cái chương trình hành động gì không trong cái bối cảnh đó, thưa chú Nguyễn Tấn Triết? Thưa thật ra thì trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng tôi chắc chắn 100% là tất cả các tổ chức chính trị, mà dù là những người không nằm trong tổ chức chính trị, cũng vẫn rất là hăng hái trong cái việc bảo vệ tổ quốc của mình, tức là chống lại với Trung Quốc trong cái việc mà Trung Quốc đã lấn chiếm Hoàng Sa với Trường Sa. Sự thật họ lấn chiếm lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà càng ngày cái sự lấn chiếm của họ nó càng quá đáng, cho nên cái sự chống đối của toàn dân của mình càng ngày nó càng mạnh hơn. Nhưng mà cũng như các đoàn thể chính trị khác thì Liên minh Dân chủ Việt Nam có một cái đường lối, có một cái chính sách riêng của mình. Nhưng mà tùy theo cái từng giai đoạn mà có những cái hoạt động khác nhau. Thí dụ như trong trường hợp hiện tại đó, thì cái hoạt động chính yếu là làm sao để mà thúc đẩy những cái cuộc biểu tình trong nước càng ngày càng nhiều hơn, để mà lên cái tiếng nói của toàn dân, nói cho chính quyền Cộng sản biết rằng là đây là đất nước, là đất nước chung của toàn dân, và tất cả mọi người đều đứng lên để chống với lại Trung Cộng. Cộng sản Việt Nam không thể nào sử dụng cái quyền hạn của mình để mà đàn áp những cái người biểu tình như vậy nữa. Ví dụ như đó là một trong những cái hoạt động mà nó nằm trong rất nhiều cái hoạt động, thì đó là một cái hoạt động mà trong thời buổi hiện tại bây giờ chúng tôi đang thực hiện rất là mạnh mẽ. Dạ vâng, cảm ơn chú Nguyễn Tấn Triết. Kính thưa quý vị, thì nếu mà quý vị theo dõi trên những tin tức của chúng tôi, phải nói rằng là BWN TV rất là tự hào khi mà theo dõi rất sát tình hình Việt Nam, từ vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, mà đặc biệt trong những cuộc biểu tình, chúng tôi là người mà phải nói rằng là ban biên tập luôn luôn theo dõi sát để mà ghi nhận những hình ảnh và tin tức truyền tải nhanh nhất đến quý vị về những 11 cuộc biểu tình mà có lẽ chúng tôi không sót những hình ảnh nào và nhanh nhất gửi đến quý vị. Thì quý vị thấy trên làn sóng đó, quý vị thấy là nhiều những gương mặt phải nói rằng rất là bất ngờ, ngay khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra lệnh cấm biểu tình, nhưng mà đoàn người vẫn cứ hiên ngang, và ngay cả nhiều cá nhân vẫn hô to đã đảo cái gọi là bắt người yêu nước, đã đảo đàn áp người yêu nước, cũng như là đã đảo tay sai gọi là bán nước, cũng như là đã đảo Trung Quốc. Và ngay cả khi bắt lên xe bus rồi đó, thì quý vị thấy cũng dâng những biểu ngữ lên xe bus và thò đầu ra ngoài để tiếp tục kêu la. Và cuối cùng đó thì những người đó bị bắt, và cuối cùng Hà Nội cũng phải thả ra. Thì quý vị thấy cái biến động của tình hình chính trị trong nước đã thay đổi rất là nhiều rồi, và một tín hiệu vui cho những nhà tranh đấu, mà Hưng Yên nghĩ rằng cũng là tín hiệu vui cho Liên minh Dân chủ Việt Nam, phải không ạ? Dạ thưa vâng, đúng. Dạ thưa, cái đó là tôi thấy là cái công việc mà các thanh niên trong nước và toàn dân trong nước mà đứng lên làm công chuyện đó đó, tôi cho thấy rằng là tất cả các hậu đoàn tại hải ngoại mình phải yểm trợ các anh em trong đó rất là nhiều, càng yểm trợ càng mạnh càng tốt, để cho anh em trong nước có cái cơ hội để mà bành trướng cái sự biểu lộ, cái sự phẫn nộ của mình đối với Trung Quốc. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì có một tin tức mới nữa mà chúng tôi nhân tiện ông Ngô Thanh Hải nói về vấn đề này đó, thì gần 25 nhà trí thức cũng đã khiếu nại lên chính quyền là đã bôi nhọ cái tầng lớp của những người trí thức khi mà nói rằng cấu kết với thế lực phản động trong phong trào biểu tình. Và ngay cả buổi họp mà quý vị cũng đã nghe trên làn sóng 57.3 về buổi họp, về cái buổi mà Ủy ban Nhân dân Hà Nội cũng đã họp với những nhân sĩ trí thức để mà vuốt ve lại nhóm trí thức này, để làm sao để giảm bớt thiểu những cuộc biểu tình, đã chứng minh được rằng là Hà Nội đang lo sợ trước một cái phong trào mà biểu tình sợ lan sang vấn đề không chỉ chống Trung Quốc mà lại chống chế độ. Thì chúng tôi không muốn lăng man khi mà quay lại một cái chương trình của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Thì thưa chú Thải với chú Trí, thì Hưng Yên được biết tháng 7 vừa qua, nếu Hưng Yên nhớ không lầm, thì Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị Cộng sản Việt Nam bắt lại vào nhà tù. Và được biết rằng là quý vị cũng đã biết là Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã tuyệt thực một tuần đợt 1, và ngay đầu sẽ tiếp tục tuyệt thực đợt 2 nữa. Như vậy nếu mà tuyệt thực đợt 2 nữa thì cái tính mạng của Linh Mục sẽ bị đe dọa rất là nguy hiểm. Thì chẳng lẽ những tổ chức đấu tranh lại bàng quan trước cái chuyện đó? Dạ thưa, thì chúng tôi cũng được biết là tin tức trong nước trong Nam, chúng tôi cho biết rằng là cha Lý sẽ có cái cuộc tuyệt thực lần thứ 2 và trong ngày sắp tới. Thì vì lý do đó mà chúng tôi cũng đang
có một cái chính sách, một cái chiến lược, một cái chương trình hành động như thế nào. Cái thứ nhất tôi xin đề cập đến là cái vấn đề mà bắt cha Lý lại mà đem vô tù khi mà cha vẫn bị nghĩa là đau yếu bệnh hoạn và nhất là đã bị hai ba lần cái mạch máu viễn mạch não đó, rồi bị tê liệt như thế này, rồi bệnh hoạn như thế này, mà nếu mà vô tù lại đó, không có sự chăm sóc đàng hoàng, vì dĩ nhiên mình đã biết rồi, thì cái tính mạng của cha Lý sẽ rất là nguy hiểm. Thì do đó chúng tôi nhận thấy được cái đường đó, thì chúng tôi cũng đang có một cái chương trình hành động, và chúng tôi dốc hết toàn lực các anh em Liên minh Dân chủ Việt Nam trên thế giới đi vận động đến tất cả các dân biểu và nghị sĩ trên thế giới, Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada, để mà lên tiếng, kêu họ lên tiếng với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, làm như thế nào phải thả cha Lý ra, và nếu mệnh hệ của cha Lý có như thế nào thì Cộng sản Việt Nam phải là kẻ chịu trách nhiệm trên cái sinh mạng của cha Lý đó. Dạ vâng. Thật ra thì chúng tôi xin tiếp lời của ông Ngô Thành Hải. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, là cái ngày đầu tiên mà Liên minh Dân chủ Việt Nam phát động một cái chiến dịch, và cái chiến dịch này là trong một tháng liên tiếp, thì toàn thể cán bộ Liên minh Dân chủ Việt Nam trên toàn thế giới sẽ vận động với tất cả các giới chức ở địa phương, các chính quyền địa phương, từ thí dụ như ở Mỹ là thống đốc, rồi thượng nghị sĩ, rồi dân biểu, ở các nước Úc hay Âu Châu, toàn bộ với nghị hội Âu Châu vân vân, thì toàn thể cán bộ Liên minh Dân chủ Việt Nam bắt đầu từ hôm nay là ngày đầu tiên, và trong vòng một tháng liên tiếp sẽ nỗ lực toàn để mà yêu cầu các giới chức chính trị hay là chính quyền của các quốc gia trên thế giới đều mạnh mẽ can thiệp với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để thả cha Lý ra. Bởi vì cha Lý hiện tại bây giờ chắc anh Hương Yên cũng biết rằng một nhà đối kháng tiêu biểu ở trong nước. Ông đã rất là anh dũng và rất là mạnh mẽ chống đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong những cái hành động mà đè bẹp dân chúng và có vẻ như là phản dân hại nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thì họ đã bắt cha Lý trở lại, và cái điều bắt bớ đó là một việc làm rất là vô nhân đạo. Một cái người mà đau có thể chết đó như vậy mà bắt đem vô tù trở lại, thì thật ra thì chúng tôi rất là e ngại cho tính mạng của cha Lý trong lúc này. Dạ, vì vâng. Vậy mà nếu mà cha Lý tuyệt thực lần thứ hai nữa đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cha Lý khó sống được lắm. Dạ, vâng. Thành ra vì vậy mà Liên minh Dân chủ nhất định sẽ tổ chức, và hiện tại bây giờ chúng tôi đang tổ chức cái chiến dịch một tháng đó. Thì ngày hôm nay tới với quý vị ở đây thì chúng tôi cũng có lời vận động, yêu cầu quý vị giúp đỡ Liên minh Dân chủ Việt Nam, mà giúp đỡ cha Lý và giúp đỡ cho những cái người đối kháng ở trong nước, là mạnh mẽ kêu gọi tất cả các đồng bào của chúng ta, và hãy lên tiếng cho cái việc này để mà đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho cha Lý. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng mở ngoặc ở đây, có lẽ là quý vị cũng biết rồi, hình ảnh của Linh Mục Nguyễn Văn Lý là người sáng lập ra khối 8406, một khối mà phải nói Cộng sản Việt Nam cho là một khối phản động, chống lại chế độ cũng như là lật đổ chính quyền. Và Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã ra tù vào tội rất nhiều rồi, và gần đây nhất là bản án Hưng Yên nhớ không lầm là 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Mà khi mà ông đã biệt giam một thời gian thì sau đó bị khối u trong não, và qua những trận biến động về sức khỏe thì nhà cầm quyền Hà Nội buộc phải đưa Linh Mục về nhà chung ở Huế để mà dưỡng bệnh, và sau đó đã bắt lại trở lại nhà tù vào tháng 7. Và kính thưa quý vị, cái công việc mà Hà Nội bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý vào lại nhà tù đã bị một số những cái cơ quan, tổ chức nhân quyền, tổ chức ân xá quốc tế cũng như ngay cả Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu Cộng sản Hà Nội phải thả ngay tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong tình trạng sức khỏe như vậy. Nếu mà những tổ chức đó lên tiếng rồi mà ngay cả tổ chức đấu tranh của người Việt hải ngoại không lên tiếng thì nó không ra làm sao, phải không ạ? Dạ. Cho nên là cái cách, cái dự án mà bên Liên minh Dân chủ Việt Nam, Hưng Yên nghĩ rằng là một trong những cái cách rất là thiết thực và thực tế, và cũng mong tất cả người dân chúng ta, tất cả những tổ chức đấu tranh cùng hợp sức lại để làm sao áp lực lên Cộng sản Hà Nội bằng những cái biện pháp ngoại giao. Thì nói tới ngoại giao thì ông Ngô Thanh Hải là một thẩm phán, thì cái chức đó có giúp gì chú được không ạ? Thì trên phương diện ngoại giao thì nó cũng hơi khó, bởi vì là chúng tôi bên vấn đề bên là tư pháp rồi, thì là cũng rất khó. Nhưng tuy nhiên cũng mình cũng có thể mình liên lạc được với một số chánh khách của Canada ví dụ,
mình cũng quen biết một số tổng trưởng và như vậy thì mình cũng có thể làm việc được. Tuy nhiên cái điều cần thiết của mình hiện nay đó là mình biết là khi mà Trái Lý bị bắt lại đó thì Canada đã lên tiếng trước, rồi xong nó tới Pháp và Hoa Kỳ có lên. Tuy nhiên cái điều cần thiết bây giờ hiện nay mà tôi kêu gọi đó là cái giới báo chí và truyền thông Việt Nam. Dạ vâng. Mình phải lên tiếng, mà mình càng phải lên tiếng hoài, mình phải hâm nóng lại cái vấn đề đó để cho các quốc gia trên thế giới họ thấy rằng cộng đồng người Việt, báo chí Việt Nam, giới truyền thông Việt Nam, TV, television hay là cái gì đó đều chú trọng đến cái vấn đề của Trái Lý, đến tính mạng của Trái Lý. Và như vậy nếu mà tất cả toàn dân của chúng ta đều làm như vậy hết thì cái sự lưu tâm của các chính quyền tại địa phương họ sẽ lưu tâm rất là nhiều. Thì do đó mà không những Liên minh Dân chủ Việt Nam kêu gọi báo chí, giới truyền thông mà hỗ trợ để tiếp tục làm công việc, mà tất cả các cộng đồng, các đoàn thể chính trị Việt Nam tại hải ngoại cũng phải đều lên tiếng và hâm nóng công việc này lại, và đồng thời tiếp tục liên lạc với các nhà chính khách địa phương. Dạ vâng. Để mà họ lưu tâm hơn nữa. Nếu mà chúng ta không nói họ đã lên tiếng rồi mà chúng ta không có làm gì hết thì họ sẽ cho đó là một cái vấn đề qua một bên, tôi lên tiếng rồi mà anh không nói gì hết chắc là xong rồi. Dạ vâng. Nhưng mà mình phải tiếp tục mình làm hoài. Thành ra do đó cái giới truyền thông báo chí Việt Nam rất là quan trọng đối với cái cuộc cảm này. Cảm ơn chú. Dạ. Kính thưa quý vị, thì phải nói rằng là nói tới linh mục Nguyễn Văn Lý đó thì ngay cả đài BWN TV cũng đã có dịp kết nối để mà chuyển tải lời nói, âm thanh, giọng nói của linh mục. Khi mà chương trình chúng tôi nhớ cuối năm vừa rồi trong dịp Tết đó, thì chúng tôi cũng đã có kết nối với linh mục Nguyễn Văn Lý để mà linh mục chia sẻ một số những cái trình bày kinh nghiệm cũng như là những cái ý tưởng gửi đến quý đồng hương tại hải ngoại. Và với sức khỏe thì không được tốt, nhưng mà cái tinh thần của linh mục phải nói là rất cương quyết, bằng những lời lẽ rất sắc bén chĩa thẳng vào Hà Nội. Thì với những tình cảm mà đồng hương chúng ta để lại gửi gắm cho linh mục một sự kính trọng và yêu quý, thì thưa chú Nguyễn Tấn Chí, nếu mà kêu gọi đồng hương đáp lời cùng với Liên minh Dân chủ Việt Nam để làm sao đấu tranh cho linh mục Nguyễn Văn Lý, thì người dân Việt Nam, đồng hương chúng ta, việc làm cụ thể là gì ạ? Thưa, việc làm mà chúng tôi nghĩ rằng cụ thể nhất của toàn thể đồng hương của chúng ta là chúng ta, thứ nhất, chúng ta có thể tổ chức những cái cuộc biểu tình để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái việc bắt giam Trái Lý. Chúng ta có thể với cái lá phiếu của mình và với cái ảnh hưởng của cái lá phiếu đó, đó mình có thể tiếp sức nói với tất cả những cái người dân cử mà quen biết giữa cái chính quyền, những người trong chính quyền để mà họ lên tiếng. Thì Liên minh Dân chủ Việt Nam sẽ tung ra tất cả những cái thư lên tiếng đó. Chúng ta sẽ có những cái thơ để mà đồng bào có thể cầm những cái thơ đó đưa cho một người dân biểu mình quen biết, đưa cho một người thượng nghị sĩ quen biết để ký tên và gửi cái bản lên tiếng đó lên. Thì thí dụ như hàng ngàn cái bản lên tiếng đó để gửi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ sẽ, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất lớn. Thì cái đó là về phía đồng hương đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đồng hương Việt Nam ở hải ngoại này mà nghe tới cái việc mà can thiệp cho Trái Lý là rất là hăng hái, rất là kêu bằng nỗ lực trong cái việc làm đó. Chỉ có điều là nhiều khi những cái cách thức họ làm, những cái phương tiện nó chưa được thống nhất, cho nên Liên minh Dân chủ Việt Nam tung ra những cái thơ kêu gọi, những cái bản lên tiếng, những cái thơ kêu gọi nhà cộng sản, công quyền Cộng sản Việt Nam dân dân để gửi tới trực tiếp. Thành ra nếu mà đồng bào có thể liên lạc với tất cả các đơn vị của Liên minh Dân chủ Việt Nam trên toàn thế giới thì để nhận những cái thơ đó, và chúng tôi cầm những cái thơ đó đưa cho người dân biểu, người nghị sĩ mà mình quen biết, họ ký tên vô họ gửi đi. Dạ, thì anh Ngô Thanh Hải với tư cách là chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam thì anh đã có đi rất là nhiều nơi để mà vận động. Thí dụ như cá nhân chúng tôi cũng vừa đi Boston về để vận động Boston, là trong những anh em đó cũng làm những cái việc mà như chúng tôi vừa trình bày hồi nãy giờ. Nhưng mà thưa chú, thì sao Liên minh Dân chủ Việt Nam không mở những đợt vận động tại những khu đông đúc này kia để lấy chữ ký thưa chú? Dạ thưa làm chứ. Cái đó là chúng tôi bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi phát động cái điều đó. Thì những cái vấn đề lấy chữ ký của nhân dân là chúng tôi tất cả các nơi trên thế giới và sẽ làm trong cái tháng tới đây. Dạ vâng. Thì đó là cái mục đích mà trong cái cuộc vận động của chúng tôi trong lần này. Dạ vâng. Dạ. Xin hỏi chú Ngô Thanh Hải, thì với một cái chiến dịch mà dự đợt trù là 30 ngày là liên lạc cũng như là vận động chính trị, ngoại giao v.v. thì kỳ vọng của bên Liên minh Dân chủ Việt Nam là đạt được cái gì là thỏa mãn? Dạ thưa, thì bây giờ nó như thế này, một mình Liên minh Dân chủ Việt Nam làm thì nó cũng không có đủ.
nếu mà không có sự yểm trợ và sự ủng hộ của giới truyền thông đài, tất cả các hội đoàn trên thế giới, nhất là các cộng đồng người Việt của mình. Thành ra cái vấn đề Liên minh Dân chủ Việt Nam đứng khởi xướng, và đồng thời nếu có sự yểm trợ của tất cả giới truyền thông, báo chí, cộng đồng, tất cả những đoàn thể chính trị của Việt Nam hải ngoại mình mà tiếp tục làm cái đó, đó thì tôi nghĩ rằng với cái số đông của mình, với các dân biểu và nghị sĩ của mình mà mình làm việc được, thì chính phủ Mỹ hoặc là Canada hoặc là bên Âu Châu sẽ lên tiếng mạnh mẽ hơn đối với Cộng sản Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà thả cha Lý ra để mà đi ra ngoài để được chữa bệnh đàng hoàng, thì tôi nghĩ rằng sẽ có cơ hội thành công rất là nhiều nếu có sự yểm trợ của tất cả các giới truyền thông, báo chí, cộng đồng và tất cả các tổ chức chính trị của mình tại hải ngoại. Dạ vâng, mời chúng tôi xin nói thêm là để trả lời thẳng cái câu hỏi của anh Hương Yên được đặt ra đó, vừa mới đặt ra đó, thì thật ra đó, Liên minh Dân chủ Việt Nam cái mục đích chính yếu là tranh đấu cho sự tự do và dân chủ của người dân trong nước. Đó là cuộc tranh đấu trường kỳ, cuộc tranh đấu dài cho tới khi nào Việt Nam có tự do mà thôi. Nhưng mà trong cái đoạn kỳ, tức là trong cái giai đoạn này và trong một tháng này, sở dĩ tại sao mà nói tranh đấu chỉ trong một tháng, chúng tôi biết rằng trong một tháng này nhất định cha Lý sẽ tuyệt thực nữa. Và trong một tháng này mình làm thật là mạnh mẽ để mà buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thả cha Lý ra. Nhưng mà không phải thả cha Lý ra là hết. Thả cha Lý ra, Liên minh Dân chủ Việt Nam cũng như tất cả các tổ chức chính trị khác vẫn phải tiếp tục đấu tranh cho cái sự tự do và dân chủ của người dân ở trong nước. Thành ra tùy theo cái giai đoạn, giả sử như sau một tháng mà Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thả ra thì sẽ có những cái đợt vận động kế tiếp và những cái mục tiêu kế tiếp để thực hiện cái đường lối mà Liên minh Dân chủ Việt Nam đã đề ra như vậy. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chú. Kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ còn khoảng một phút nữa thôi, cho nên chúng tôi đặt một câu hỏi chung. Thưa chú Hải với chú Trí rằng là Hưng Yên nghe nói và cũng có một số dư luận trong cộng đồng nói rằng là ở hải ngoại này thì tổ chức đấu tranh cũng khá là nhiều. Ngay tại Houston là có 7-8 tổ chức đấu tranh. Nhưng mà nhìn chung thì 7-8 tổ chức đấu tranh đó, ngay cả Liên minh Dân chủ Việt Nam cũng bao gồm ở trong đó những cái tổ chức đấu tranh tại hải ngoại. Nhưng mà thực lực thì những tổ chức đấu tranh dạo này rất là yếu. Trong đó có cả Liên minh Dân chủ Việt Nam cũng có thể là một trong tổ chức không có được phát triển mạnh, ứng phó với cái thời cuộc. Thì chú nhận xét thế nào ạ? Thật ra thì để trả lời câu hỏi đó nó cũng gọn lắm. Tôi đồng ý rất là cái cuộc tranh đấu này đã là bắt đầu từ sau năm 1975 là chúng tôi đã bắt đầu phát động những cuộc tranh đấu. Nhưng mà đường dài đó thì có những người họ cũng mỏi mệt bớt đi. Nhưng cái việc mà nói về thực lực của các đoàn thể đấu tranh, sự thật ra nói thực lực thì không biết tới bao giờ mới đủ. Nhưng mà với cái bổn phận của những người công dân mà muốn giành lại cái tổ quốc Việt Nam cho mình đó thì phải tiếp tục tranh đấu, còn một hơi thở là còn tranh đấu, dù yếu cũng phải tranh đấu, dù mạnh cũng phải tranh đấu. Thì thành ra các tổ chức đấu tranh khác tôi tin tưởng cũng giống như Liên minh Dân chủ Việt Nam vậy. Thí dụ có thể lâu ngày đó là thực lực nó yếu đi, giả sử một cái đơn vị trước đây nó có tới 200 người ở một địa phương, bây giờ còn có 100, còn có 50. Nhưng mà sự thật nếu mình đã có quyết tâm thì một người mình vẫn phải tiếp tục cái con đường mà tổ chức của mình đã đặt ra, hay là con đường mà toàn dân Việt Nam đang mong đợi. Cảm ơn chú. Nhưng mà thưa chú Hải, nếu chú Chí nói có thực lực có yếu đi, làm sao lập được Cộng sản đây? Dạ thưa, thì bây giờ cái vấn đề mình là lập được Cộng sản thì do cái nhân dân trong nước, cho mình ở ngoài này thì mình lật đổ như thế nào được. Dạ. Với sự áp lực ngoại giao ngoài này, với sự giúp đỡ của ngoại giao ngoài này, mình thấy rõ rồi. Mình lấy cái trường hợp điển hình của Libya ví dụ. Thấy không? Dân chúng nổi loạn lên, dân chúng đứng lên biểu tình và với sự yểm trợ của khối NATO, thì chúng ta thấy là trong một thời gian khoảng 2 tháng, không tới 2 tháng, một cái chính quyền như là có thể nói một cái chính quyền là rất là quân phiệt của Gaddafi đó. Bây giờ ông Gaddafi đâu mình cũng không biết nữa. Thì ông trốn mất tiêu rồi. Dạ vâng. Nhưng mà đã sụp đổ. Đã sụp đổ. Nhưng mà cứ yểm trợ bên ngoài mà cứ càng ngày càng yếu thì sao yểm trợ mạnh được? Thưa, nhiều khi nói yếu ra thì tùy theo cái giai đoạn. Nếu mà tới cái thời điểm nào đó thì cái yếu đó biến thành cái mạnh rất là dễ dàng. Từ cái không có mà biến thành cái có đó trong một cuộc đấu tranh là dễ dàng lắm. Thí dụ những kinh nghiệm về Ba Lan, chỉ có một cuộc biểu tình bắt đầu từ một người nữ công nhân, sau đó thì nó biến thành lớn lên rất là mau. Dạ thành vâng. Là cái yếu không có nghĩa là không làm được. Thí dụ như Libya, những nhà đấu tranh Libya mà trốn ra hải ngoại từ 40 năm rồi,
họ đâu có ngờ có ngày chính họ sẽ trở về và lãnh đạo cái cuộc biểu tình, những cái cuộc mà nổi dậy ở trong nước, và cuộc nổi dậy đó đã thành công. Thành ra tôi không nghĩ rằng yếu, mà chưa tới cái lúc những cái lòng yêu nước của người dân nó bộc phát lên mạnh mẽ mà thôi. Chà, vâng, cảm ơn ông Ngô Thành Hải cũng như là cảm ơn ông Nguyễn Tấn Chí. Kính thưa quý vị, ước mơ mà để dân chủ hóa Việt Nam, đó là ước mơ của mỗi con người Việt Nam tại hải ngoại và ngay cả ở trong nước nữa. Và nhiều người rất lạc quan rằng cái ngày đó sẽ đến không xa. Và vừa rồi là phần phỏng vấn của chúng tôi với ông Ngô Thành Hải, chánh án Tòa án Liên bang Canada, hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam, cùng với ông Nguyễn Tấn Chí là Phó Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam. Và buổi phỏng vấn của chúng tôi đến nay phải kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn đài BVN đã cho chúng tôi có cơ hội trình bày một số ý kiến và một số vấn đề trong vấn đề Việt Nam. Và cũng xin cảm ơn khán giả của đài BVN đã bỏ chút thời giờ để nghe chúng tôi. Dạ vâng, cảm ơn quý ông.